Shop Loa Bẫy Chim Tuấn Lan lại gửi lời chào tất cả các bác, đặc biệt là các bác đam mê đi bẫy chim đêm. Thì hôm nay em xin giới thiệu về cái phương thức mua hàng bên em. Đầu tiên em cũng xin giới thiệu luôn phương thức mua hàng bán, thì các bác cứ điện trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop. Shop nhận ship hàng toàn quốc các bác nhé, gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng rồi test thử ok, các bác mình phải thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Thì hôm nay em xin làm một cái video ngắn gọn để hướng dẫn các bác về nối loa, về đấu dây điện để đi các bác đi bẫy chim đêm. Thì đầu tiên là các bác mua cho em một cái âm ly này. Âm ly như này, đây là mẫu âm ly mới Z các bác nhé. Hàng này thì nhập khẩu rất là chất lượng. Nó có hai nguồn, nguồn điện chạy, nguồn điện xoay chiều 220V và nguồn điện một ngược chiều các bác nhé. Thì cái nguồn điện này các bác có thể chạy bằng ắc quy, nguồn điện một chiều. Đây là cái loa kèn bên em này, và đây là hai cái loa toa các bác nhé. Hàng loa toa này thì là bằng của Indonesia, nhập khẩu từ Indo, hàng chất lượng cao các bác nhé. Đây cái mẫu 10W và bên này là cái mẫu 30W các bác nhé. Thì đầu tiên em cũng xin đấu, thì em cũng xin nói rõ luôn để các bác đấu. Đấu thì tất cả màu trắng là dây âm các bác nhé, là bên âm. Thế còn màu khác với màu đỏ, màu đen này là dây dương các bác nhé. Các bác đấu vào đây cũng vậy, các bác để ý màu đỏ là dương, màu trắng là âm. Tất cả mẫu loa nào cũng vậy các bác nhé, nguồn dây điện nào cũng vậy. Và đầu cái lọc thẻ này cũng vậy các bác nhé. Lọc thẻ này, đây cái mẫu này thì lọc thẻ USB. Các bác có thể mua ngoài hiệu điện thoại, nó bán rất là nhiều, có mấy nghìn thôi. Đây là cái mở nguồn. Và đây là to nhỏ các bác nhé. Đằng sau cũng vậy. Màu đỏ là cái lọc, màu đỏ này là dương và màu đen là âm. Nó có hai cổng bên này. Thì các bác đã đấu được cái số loa này rồi, nó rơi vào bộ 30W. Và một hai cổng bên này các bác đấu thêm 30W nữa. Cái mẫu âm ly này thì là 1000W các bác nhé. Hàng mới Z, hàng chất lượng cao các bác nhé. Nên là các bác đây, để em xin giới thiệu luôn. Đây là test thử cho các bác xem luôn. Đấy, đây là nguồn điện. Đấy, rất là to. Nên là chỉ nhỏ thôi các bác nhé. Đấy, nên là cũng rất dễ sử dụng. Và đây các bác có thể là dùng cái, đây là cái ắc quy 12V các bác nhé. Đây, luôn cho các bác. Đây ắc quy này. Đấy, ắc quy. Dùng ắc quy này thì các bác ra đồng thì các bác dùng ắc quy 12V là sử dụng ok rồi. Đấy, nên là cũng rất dễ sử dụng. Bên em thì cung cấp đầy đủ các bác nhá. Âm ly này, loa kèn này và loa phóng. Hàng chất lượng các bác nhá. Bên em cũng cung cấp đầy đủ các mẫu xào và lưới chim bẫy chim đêm các bác nhá. Đây là cái mẫu loa này 30W này. Nó rất là to các bác nhé. Đây hàng này hàng 30W, hàng chất lượng cao. Vì cũng có nhiều bác là thích chơi cái mẫu to để khác so với anh em, nó kêu vang xa hơn. Nên là các bác mua thì cứ liên hệ với shop, shop sẽ gửi cho các bác đúng mẫu, đúng size luôn các bác nhé. Nên là anh em xem kỹ video và đặt hàng cho mình một cái sản phẩm như ý. Các bác xem kỹ video thì đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.